Hello, xin chào tất cả các quý khán giả ở trên kênh Kim Tâm Huỳnh. Thì hôm nay đến với chương trình Tâm sẽ giới thiệu cho các anh chị biết tất cả những cái dòng sản phẩm mà cái hệ thống sinh sản và sinh lý nam hoặc là sinh lý nữ trong tất cả các dòng sản phẩm của tập đoàn chăm sóc sức khỏe Siri. Thì tất cả những cái dòng sản phẩm Tâm đã giới thiệu những cái video trước, thì từ từ cái sản phẩm là chăm sóc cơ thể, thanh lọc năng lượng, cân bằng, và vì sao mà chúng ta bị nhiễm độc và vì sao chúng ta bệnh, và cách khắc phục như thế nào, và chúng ta sử dụng những cái sản phẩm gì. Thì các anh chị đã xem qua những cái video trước, còn nếu như các anh chị nào mà chưa có xem được cái video đó thì các anh chị hãy vào cái kênh Kim Đồng Huỳnh, thì các anh chị tìm những cái dòng sản phẩm, tất cả các dòng sản phẩm của Siri, thì trong đó các anh chị sẽ hiểu được sản phẩm Siri nó gồm có những gì, và chúng ta nếu cần thì chúng ta sẽ mua những sản phẩm đó, và hãy liên hệ với Tâm. Tâm sẽ giúp các anh chị mua được những sản phẩm mà các anh chị mong muốn, và được mua những sản phẩm tận gốc nhà sản xuất, và không có bị hàng giả hàng nhái. Thì trước khi vào cái video thì các anh chị cho Tâm xin một cái nút đăng ký và bấm chia sẻ để cho những người thân của mình biết được những cái dòng sản phẩm Siri nó có hiệu quả hay không, và nó như thế nào để hỗ trợ được sức khỏe cho người thân, người nhà của chúng ta. Và sau đây thì Tâm sẽ vào cái chương trình hệ thống sinh sản, sinh lý nam và nữ. Thì Tâm cũng biết là tất cả chúng ta ai cũng cần có cái hiểu được và muốn cải thiện được cái vấn đề về sinh lý nam nữ, ai cũng muốn. Cho nên là có nhiều người rất là ngại, và người ta có vấn đề về sức khỏe hay do công việc lo toan quá nhiều, người ta không có chú ý đến cái sức khỏe chúng ta. Thì hôm nay thì Tâm sẽ hướng dẫn cho anh chị để mình dùng cái sản phẩm nào để hỗ trợ được cái vấn đề về sinh lý. Nhiều người ngại không dám đi khám bệnh, hoặc là không dám đi tới bác sĩ, hoặc không dám hỏi ai. Thì các anh chị hãy mạnh dạn liên hệ với Tâm. Tâm sẽ hỗ trợ cho các anh chị về tất cả các vấn đề đó, và các anh chị muốn tìm hiểu là cái dòng sản phẩm nào để hỗ trợ được cái sinh lý nam hoặc là nữ, thì các anh chị hãy cùng với Tâm để theo dõi mình có cần thiết những cái dòng sản phẩm này không nha. Đó, đây là cái dòng sản phẩm cho nam mà bị yếu sinh lý. Đó thì nó có tổng cộng là năm sản phẩm. Đó. Cái sản phẩm thứ nhất là kẽm, là để tăng cường sinh lý, ngăn ngừa phì đại tuyến tiền liệt. Và cái sản phẩm thứ hai là cái sản phẩm Elcalintin. Thì cái sản phẩm này nó hỗ trợ cho chúng ta trao đổi chất, và cho đàn ông mà bị yếu sinh lý. Cái sản phẩm thứ ba là cái Formula 4, bây giờ là Formula 4, hồi xưa là Novin, thì nó là chất chống oxy các tế bào, tăng cường năng lượng. Và cái sản phẩm tiếp theo là rễ nhân sâm Siri, là cái sản phẩm Botanic cùng với betaine máu từ nhung hưu, sản phẩm hỗ trợ tăng cường sinh lý, hỗ trợ tăng cường sinh lực, hỗ trợ tăng cường sức khỏe. Đó. Và cái tiếp theo, khi mà chúng ta muốn tăng cường được tất cả những cái sức khỏe của chúng ta thì chúng ta phải làm sạch cơ thể. Thì có cái bộ sản phẩm làm sạch cơ thể, đó là dòng sản phẩm tự nhiên quên này. Dòng sản phẩm làm sạch tế bào, tẩy bỏ toàn bộ độc tố ra khỏi cơ thể, detox rồi tiếp. Đó là dòng sản phẩm này, thải độc chỉ trong vòng 16 ngày, chúng ta sử dụng trong vòng 1 tháng. Thì nó trong này nó có 16 gói, và một gói thì nó có 5 viên. Tâm đã sử dụng qua rồi anh chị. Khi mà mình đào thải cái dòng sản phẩm này là làm tiếng mồ hôi mình nó ra rất là nhiều, và mình đi tiểu nó ra nước tiểu nó vàng nhiều lắm, mà giống như cơ thể chúng ta bị nhiễm độc mà chúng ta không biết á, mà chúng ta đào thải được nó rồi á, chúng ta nhẹ nhàng lắm, cơ thể chúng ta sạch nhẹ nhàng khỏe lắm. Cơ thể mình thấy cái gì mình cũng nói chung là nó nhẹ nhàng, nó không còn nặng nề nữa, cảm thấy là mình khỏe khoắn á. Đó, mà khi mà chúng ta muốn muốn mà hỗ hỗ trợ được cái vấn đề sinh lý á, chúng ta cần thiết là phải đào thải nha các anh chị. Phải đào thải sạch cơ thể thì cơ thể chúng ta mới hấp thụ được những chất dinh dưỡng này.
Còn nếu như chúng ta mà không đào thải thì nó hấp thụ rất là ít, bởi vì độc tố nó đã lắng đọng trong cơ thể chúng ta rất là nhiều. Chúng ta không đào thải ra thì nó sẽ không hấp thụ được nhiều đâu. Đó, thì đây là bộ sản phẩm yếu sinh lý. Thì khi mà những người mà bị yếu sinh lý thì do là suy giảm hoạt động của tinh hoàn nè, tuyến thượng thận nè, từ đó dẫn đến giảm hormone cholesterol. Đó. Và xuất tinh sớm do khả năng kiểm soát của nam giới không tốt hoặc không làm chủ được phản xạ của mình. Thì những anh mà muốn có chỗ đứng thì phải kiếm chỗ đó, cho nên là các anh cứ mạnh dạn mà liên hệ với Tâm thì Tâm sẽ hướng dẫn cho các anh mua cái bộ sản phẩm này. Bảo đảm các anh là sẽ có một cái chỗ đứng vững chắc. Và cái sản phẩm tiếp theo là qua cái sản phẩm dành cho chị em phụ nữ chúng ta, thì chị em phụ nữ thì cái dòng sản phẩm này là Vitamama, thì dành cho bà bầu và những người kém ăn á, thì sử dụng những cái dòng sản phẩm này rất là tốt, vì cái sản phẩm này nó đầy đủ chất dinh dưỡng vitamin A, C, E, kẽm, sắt, đồng, magie, men, đủ thứ trong đây, cho nên là những chị em mà nhất là phụ nữ mà mang thai hay hoặc là sau sinh cho con bú thì nên dùng cái bộ sản phẩm này để nó hỗ trợ cho chúng ta đủ chất dinh dưỡng cho con chúng ta khỏe mạnh. Và đó là tất cả những cái dòng sản phẩm, đây là toàn bộ những cái dòng sản phẩm của series thì Tâm đã giới thiệu qua trong những cái video trước, và tới tới cái video này thì nó đã kết thúc cái tất cả toàn bộ sản phẩm của series. Nó có gần 300 dòng sản phẩm, thì hiện nay là ở trên cửa hàng của Siri, trực tuyến của Siri á, thì ở văn phòng Việt Nam á, thì nó chưa đủ 300 dòng sản phẩm, nhưng mà văn phòng bên Nga thì nó tận hơn 300 dòng sản phẩm rồi. Đây, Tâm đã giới thiệu qua tất cả những dòng này là mỹ phẩm nè, nó có rất là nhiều, nhưng mà ở đây là chỉ tóm tắt lại thôi. Ở đây là dòng mỹ phẩm nè, làm đẹp, và dòng sản phẩm năng lượng và nước hoa, và những cái dòng sản phẩm để tiện lợi cho những người có công việc á, cho nên là công ty đã làm ra những cái dòng sản phẩm tiện lợi như vậy. Ở trong này thì có đã phân ra từng gói nhỏ, chúng ta sẽ đi làm chúng ta sẽ lấy ra từng gói đó mà chúng ta sử dụng thôi, nó không phải phải chia ra mình đi mình đem theo hũ lọ rồi nó bất tiện. Cái này là dòng sản phẩm để tiện lợi cho người mà bận rộn á. Đó là tất cả những cái dòng sản phẩm của series Tâm đã giới thiệu qua. Thì các cô chú anh chị khán giả ai mà có nhu cầu về những cái sản phẩm mà về dinh dưỡng và những cái sản phẩm mà để hỗ trợ cho sức khỏe bằng thảo dược, những cái sản phẩm mà những cái thuốc tây á, thì cô chú anh chị đã sử dụng qua rồi thì nhiều khi á, sử dụng quá nó sẽ có tác dụng phụ, nhưng mà khi sử dụng được cái dòng sản phẩm Sibiri này là hoàn toàn là thảo dược thiên nhiên, ở một cái vùng đất hoang dã của Sibiri mà nhiệt độ của nó là âm, mùa đông á, là âm đến 70 độ, còn mùa hè là dương 40 độ. Thì các anh chị biết những cái nơi như vậy á, thì thời tiết nó rất là khắc nghiệt, thì những cái sản phẩm đó, những cái dược tính đó, nó rất là mạnh. Khi mà hết mùa đông rồi sang mùa hè thì chỉ có 3 tháng mùa hè thôi, thì cái sản phẩm những cái mà thảo dược đó nó phải tăng trưởng rất là nhanh, nó sinh sôi nảy nở rất là nhanh, và nó hấp thụ những cái tinh hoa ở đó nó khắc nghiệt như vậy, thì cho nên là những cây đó dược tính rất là mạnh, nhưng mà chỉ có cái vùng đất Siberia á, thì nó dược tính mạnh thôi, cho nên sản phẩm đó là nó rất là hiệu quả hơn tất cả những, đồng thời là cũng là cái tên gọi của cái cây thảo dược đó, nhưng mà trồng ở một cái vùng đất khác thì nó là cái dược tính của nó không cao bằng cái không có cao bằng cái thảo dược mà trồng ở cái vùng đất Siberia. Cho nên các anh chị nào mà hiểu về cái vùng đất Siberia mà nó có khắc nghiệt như vậy á, thì cái dược tính nó rất là cao, cho nên các anh chị mà cứ yên tâm mà dùng cái sản phẩm đó, và muốn tìm hiểu sâu về cái dòng sản phẩm Siberia và cái vùng đất nó như thế nào thì cô chú anh chị hãy vào cái kênh Kim Nam Huỳnh và tìm hiểu về cái video mà tập đoàn giới thiệu về vùng đất Siberia, thì các anh chị sẽ biết được cái vùng đất nó như thế nào và cái thảo dược nó ra sao. Các anh chị mà sẽ tin tưởng và sử dụng cái sản phẩm đó. Và nếu như ai mà
hiểu được và sử dụng được cái sản phẩm Siri á, thì đó là một cái duyên, và nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái cơ thể tốt, một cái cơ thể khỏe mạnh và cơ thể sạch, thì chúng ta sẽ không còn phải đi đến bệnh viện để mà tốn tiền cho bác sĩ nữa. Cũng như Tâm bây giờ hơn một năm qua rồi, Tâm không có uống một cái viên thuốc tây nào, và Tâm không cần phải đi đến bệnh viện, chỉ có đến để mà mình xét nghiệm lại để mình lấy cái kết quả thôi, chứ thật sự ra là không có dùng một viên thuốc tây nào, để cho cái cơ thể chúng ta không còn mà bị nhiễm độc bởi những cái sản phẩm thuốc tây nữa. Và cái video đến đây thì cũng đã kết thúc rồi, và Tâm xin chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị ở những cái video tiếp theo. Xin chào, và những anh chị nào mà muốn tìm hiểu về cái dòng sản phẩm mà muốn sử dụng nó thì Tâm muốn nhắc lại là hãy điện thoại với Tâm, số điện thoại là 0933 562 280, thì Tâm sẽ hỗ trợ và giúp các anh chị mua được cái sản phẩm đó tận gốc nhà sản xuất. Giá ưu đãi được công ty sẽ giảm giá cho chúng ta, và chúng ta mua được hàng chính hãng. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở video tiếp theo.